Thách anh bẻ được 100 kg thì em nằm con tó. Được rồi. Kèo đầu tiên nhá, được rồi, bởi vì đang ế. Ok. Gia Hưng ố dày à, bởi vì đang ế nhá. Bẻ 100 cân là cái bạn gì cái sẽ làm con tó nhá. Bạn gì? Bạn Vương Vlog. Ok. Ok. 100 kg nhá, ok chưa? Này. Nào dinh luôn nhá. Để xem. Tôi bẻ phát là bạn là anh bẻ phát là em biến thành con tó luôn đấy nhá. Của bạn Hưng nhá. Ok chưa? Nào, anh em đếm xem bao nhiêu giây nhá. Đếm xem bao nhiêu giây nhá. Ok chưa? Ok chưa nào? Được chưa? Thế bây giờ là có người làm con tó đúng chưa? Bây giờ có người làm con tó chưa đúng chưa? Ok chưa? À. Nào thế bây giờ ai làm con tó nào? 2 giây à? Go go à. À. Hay nhá. Hay. Ok. Ok nào. Thích chơi cái gì nữa?